Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Link Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà sử dụng cái app Google Maps này ở trên điện thoại một cách thông minh nhất dành cho những bạn nào chưa biết nhé. Thì đây, hiện tại mình đang sử dụng điện thoại Android để hướng dẫn các bạn. Tuy nhiên rằng bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone chạy hệ điều hành iOS thì các bạn cũng làm tương tự nhé. Đó, thì cái app này á, nó tên là Google Maps. Thì cái app này nó là cái app mặc định ở trên điện thoại của chúng ta. Mình thấy là điện thoại nào nó cũng có cái app này. Nếu mà bạn nào mà chưa cập nhật lên cái phiên bản mới nhất ấy, thì các bạn cập nhật lên cái phiên bản mới nhất nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhấp vào cái app này. Đó, thì sau khi mà nhấp vào cái app này, các bạn sẽ để ý là cái phần dấu chấm hình tròn ở đây này. Các bạn bấm vào. Đây, các bạn bấm vào cái dấu hình tròn này nhé. Đó, thì nó sẽ chuyển các bạn về cái khu vực mà các bạn đang định vị, về cái khu vực mà các bạn đang ở hiện tại này. Nếu mà app yêu cầu chúng ta chia sẻ vị trí hay là cấp quyền cho app thì các bạn phải cấp quyền cho app nhé và chia sẻ vị trí. Các bạn nên sử dụng cái bản đồ mặc định này để mà đi cái đường thành phố nhé. Ví dụ như là bạn nào mà đi đường thành phố thì nên để cái bản đồ như thế này. Còn ở đây nó sẽ có một cái hình thoi này, các bạn bấm vào. Đó, thì đây loại bản đồ này, bản đồ mặc định và cái bản đồ vệ tinh. Thì các bạn sẽ bấm vào cho mình nếu mà bạn nào mà đi cái đường nông thôn hay là đường địa hình thì các bạn nên chọn vào cái phần vệ tinh này nhé. Các bạn bấm vào và các bạn đóng lại thì nó sẽ cho các bạn xem được cái bản đồ vệ tinh này. Các bạn có thể phóng to lên thấy cái vị trí này của chúng ta không? Thì khi mà chúng ta đi đường ở bên nông thôn ấy, hoặc là những cái đường đồi núi các thứ, có thể là nó sẽ có cái ao hồ, thì các bạn có thể là nhìn được thấy những cái ao hồ ở đây để mà các bạn tránh. Tại vì Google Maps thì có thể là nhiều khi họ chỉ cho chúng ta sai. Cái trường hợp Google Maps chỉ đường sai thì nó cũng không có phải là ít. Cho nên là các bạn nên sử dụng cái đường địa hình này, đường cái vệ tinh này để mà đi cái đường nông thôn hay là đồi núi thì nên để cái này nhé. Còn bình thường thì các bạn nên bấm vào hình thoi này và chuyển vào cái phần mặc định này. Nếu mà đi phố thì nên để cái loại bản đồ mặc định này. Mình bấm vào. Đó thì nó sẽ tìm đường dễ hơn. Rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành đó chính là tìm đường nhé. Mình sẽ bấm vào cái phần tìm kiếm ở đây này. Ở đây thì các bạn có thể là tìm kiếm cái phần nơi địa chỉ của các bạn cần nhé. Hoặc là các bạn có thể là bấm vào cái phần âm thanh mic ở đây này. Các bạn bấm vào quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thì đây, đó các bạn chỉ cần tìm như này thôi thì người ta sẽ cho chúng ta là kết quả là quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đi mất 1 tiếng 6 phút. Nếu mà các bạn muốn xem, đây là cái hình ảnh nhé. Thì đây các bạn muốn xem đường đi thì các bạn sẽ bấm vào cái phần đường đi để mà xem đường đi nhé. Còn các bạn mà muốn bắt đầu đi luôn thì các bạn sẽ bấm vào chữ bắt đầu, nhưng mà mình sẽ thường là sẽ phải bấm vào phần đường đi. Rồi, thì đây các bạn có thể thấy là đây, nơi ở của mình là cái chấm này hiện tại đây. Ở bên trên này là nó sẽ có cái phần là đi bằng xe máy hoặc là ô tô nhé. Mình sử dụng xe máy cho nên là mình sẽ chọn vào xe máy. Đó. Rồi, và các bạn khi mà các bạn nên xem đường đi để xem là cái Google Maps họ có chỉ chúng ta đi đường vòng không. Các bạn có thể là hoàn toàn xoay cái bản đồ này đi để mà xem cái vị trí cho nó dễ hơn. Đó, khi mà các bạn xoay thì cái la bàn ở đây nó cũng sẽ xoay theo luôn nhé. Đó. Rồi, thì các bạn có thể là bấm vào cái chữ bắt đầu này để mà tiến hành đi. Đó, các bạn kiểm tra xem là cái đường này nó đã thành một cái đường Google Maps họ đã chỉ cho chúng ta thành cái đường thẳng chưa. Nếu mà đã đường thành đường thẳng rồi và nó đã đúng đường rồi, các bạn sẽ bấm phần bắt đầu. Đi về hướng tây về phía sông Mây Cây Xoài, sau rồi, đó rẽ trái đây, vào sông Mây Cây Xoài. Đây, thì Google hiện tại thì đang chỉ cho chúng ta nhé. Đó, thì đây là cái phần đường để các bạn đi. Đó. Đó, phần đường để các bạn đi. Các bạn có thể là phóng to hay là thu nhỏ lên là tùy các bạn. Đó, mà các bạn muốn khi mà đang xem đường này, các bạn muốn về cái vị trí của các bạn thì các bạn sẽ bấm vào cái phần về giữa. Đó thì nó sẽ về cái vị trí của chúng ta luôn. Rồi, thì trong cái quá trình mà đi đấy, thì các bạn để ý cái phần la bàn này. Khi mà các bạn xoay xoay cái phần bản đồ thì nó cái la bàn này nó sẽ xoay theo luôn nhé. Còn ở đây là cái phần âm thanh, các bạn bấm này. Ở đây là phần âm thanh, các bạn sẽ bấm vào. Thì bình thường là các bạn nên để cái phần âm thanh cho nó nói luôn nhé, để cho tiện cho cái việc mà các bạn đi, các bạn tìm đường. Ở đây nếu mà các bạn muốn tắt âm thanh đi thì các bạn sẽ bấm vào cái phần tắt ở đây. Hoặc là các bạn muốn khi mà chỉ có tín hiệu thì nó mới kêu thì sẽ là bấm vào phần đây. Nhưng mà thường thì chúng ta nên để cái phần âm thanh này bật nhé. Thì đi thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Rồi, bây giờ thì đây các bạn có thể là zoom nhỏ hay là xem qua cái đường đi. Đó, có thể phóng to lên. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm cái phần về giữa để mà về cái vị trí hiện tại của mình. Và mình khuyên rằng khi mà các bạn đi thì các bạn nên xem lại cái đường đi.
để xem là cái đường đi của chúng ta nó đã đúng theo cái lộ trình chưa, tránh trường hợp mà nó bị đi cái đường vòng. Rồi, thì bây giờ là ở cái vị trí hiện tại này, đó. Đây, ở vị trí hiện tại này. Ví dụ như kiểu là các bạn đi được đến một cái đoạn đường nào, hoặc là các bạn dừng ở đoạn đường nào, và ví dụ như kiểu các bạn hết xăng ấy, hoặc là các bạn muốn ăn cơm hay uống cà phê thì các bạn có thể là bấm vào cái phần tìm kiếm ở đây. Đó, thì nó sẽ có cái phần là trạm xăng, nhà hàng hoặc quán cà phê. Đó, muốn nghỉ hay là tạp hóa này. Đây, các bạn có thể là bấm vào cái phần trạm xăng. Rồi, thì ngay lập tức là cái phần Google Map này họ sẽ báo cho chúng ta ở đây. Đây, mình có thể là phóng to lên. Đấy, thì cái biểu tượng ở đây này nó sẽ là cây xăng nhé. Đó, cái biểu tượng ở đây là cây xăng. Hoặc là các bạn có thể là đóng lại. Đây, rồi các bạn quay ra ngoài luôn. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm này. Sau khi mà ra ngoài này, các bạn sẽ bấm vào cái phần định vị này để cho nó về cái vị trí ban đầu của các bạn. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái phần tìm kiếm đây nhé. Các bạn bấm vào cái phần mic ở đây, hoặc là bấm vào tìm kiếm này, bấm vào mic. Cây xăng gần đây. Đó. Thì ngay lập tức là Google Maps họ sẽ chỉ cho chúng ta là cây xăng Mai Vàng này, ở cái tỉnh lộ 767 này, gần mình nhất là 280 mét. Đó. Tiếp theo sau đó là cái trạm xăng dầu 555, 4,3 cây. Và tiếp theo là trạm xăng dầu Bình Hòa 4,7 cây. Thì mình ở đây là cái cây xăng gần nhất, thì mình có thể là bấm vào cái phần đường đi này. Đó, để mà các bạn có thể là kiếm được cái cây xăng gần nhất để mà các bạn đổ. Đây, sau đó, sau khi mà các bạn có cái địa điểm cây xăng rồi, các bạn sẽ bấm vào phần bắt đầu. Rẽ trái vào sông Mây Cây Xoài. Đó. Rồi, ok. Đấy, ở đây hình như là mình đang chuyển qua cái phần chế độ đi bộ, sao nó có phần chấm này. Đó, thì các bạn có thể là đi qua cái phần theo cái bản đồ chỉ này, để mà đến cái cây xăng gần nhất để mà các bạn đổ. Các bạn có thể là quay đây. Mình đóng lại nhé. Rồi, quay đây này. Hoặc là nếu mà khi mà các bạn đi mà các bạn mệt, các bạn muốn ăn cơm hay là muốn tìm quán cà phê, thì các bạn sẽ bấm vào phần tìm kiếm này. Mình sẽ bấm vào cái phần mic ở đây nhé. Quán cà phê gần đây. Đó. Rồi, thì đây các bạn có thể thấy là Google Maps họ sẽ chỉ cho chúng ta là những cái quán cà phê. Đây, quán cà phê gần đây. Đó, thì các bạn có thể thấy là Google Maps họ sẽ chỉ cho chúng ta là những cái quán cà phê gần đây. Đây, họ sẽ đề xuất cho chúng ta là ở cái quán cà phê này gần nhất là 300 mét này. Ở gần gần chỗ mình đang đứng gần nhất là 300 mét này. Và 350 mét này. Đó, quán cà phê 700 mét này. Thì ví dụ như kiểu là các bạn muốn đi qua cái quán cà phê gần nhất đi là 300 mét, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần đường đi, hoặc là các bạn có thể là bấm vào phần gọi điện nhé. Nếu mà họ sẽ để cái phần số điện thoại cửa hàng thì sẽ có cái số điện thoại của cái quán cà phê đấy nhé, hoặc là bấm vào cái phần đường đi. Đó. Rồi, thì đây là cái phần đi bộ này, mình sẽ có thể là chuyển qua cái phần xe máy ở đây. Đó, và mình bấm vào phần bắt đầu. Đi về hướng tây về phía sông Mây Cây Xoài, sau đó rẽ trái vào sông Mây Cây Xoài. Đấy, thì đây là cái vị trí hiện tại của Greenhouse mình này, Coffee và đó. thì có thể đóng cửa trước lúc bạn đến. Đó, thì nó sẽ thông báo luôn là cái giờ đóng cửa. Đó. Rồi, đây mình sẽ đóng nó lại nhé. Hoặc là đây, mình quay đây này. Đó, ví dụ như kiểu là các bạn muốn tìm đây quán cơm gần đây. Rồi đó, thì nó sẽ hiện lên những cái quán cơm ở đây. Các bạn muốn đi những quán cơm này, thì đây nó sẽ có luôn cả cái thông báo là lúc mở cửa này. Lúc mở cửa là lúc 10 giờ đấy. Rồi đó, thì các bạn có thể là xem những cái quán nào. Những cái quán thường là những cái quán gần nhất thì Google Maps họ sẽ đề xuất cho chúng ta nhé. Đó rồi, các bạn kéo xuống bên dưới này thì nó sẽ ra những cái quán xa hơn. Đây như là cái quán gà số mỡ gì 10 này, là lúc mở cửa là 9 giờ. Đó. Rồi các bạn, nếu mà các bạn thích đi thì các bạn sẽ bấm vào cái phần đường đi, hoặc là gọi điện này thì nó sẽ có cái phần gọi điện, hoặc là cái phần thực đơn này nó sẽ có. Ở đây thì mình sẽ bấm vào cái phần đường đi nhé. Nó sẽ có những cái hình ảnh của cái quán cơm này luôn, các bạn có thể là bấm vào để mà xem qua những cái hình ảnh ở đây. Đó. Xem qua, nếu mà các bạn muốn đi qua cái quán cơm gì 10 thì các bạn sẽ bấm vào cái phần ở đường đi, hoặc là bấm phần bắt đầu luôn được, rồi bấm phần bắt đầu. Cơm gà rồi mỡ gì 10 có thể đóng cửa trước lúc bạn đến. Đó. Đi về Rồi. hướng tây về Đấy. phía sông Mây Cây Xoài, sau đó rẽ trái vào Rồi, sông Mây Cây ở đây thì mình Xoài. sẽ đóng nó lại nhé. Đó, thì đây dường như là mình chỉ như thế này là các bạn đã biết được hết cái cách để mà sử dụng cái Google Map này. Thì những cái phần quan trọng nhất là mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đi đường thành phố đấy thì các bạn nên để cái bản đồ như thế này. Đó, cái bản đồ như thế này là cái bản đồ mặc định.
Rồi, còn nếu mà bạn nào mà đi đường nông thôn hay là cái phần đường địa hình thì các bạn nên chuyển qua cái phần này nhé. Ví dụ như kiểu là đi trong cái khu vực hẻo lánh thì nên để cái phần vệ tinh này. Đó, các bạn đóng lại. Nếu mà đi cái đường địa hình này mà các bạn gặp những cái phần như là con suối hay là eo hồ các thứ thì các bạn có thể là tránh nó ra được. Hoặc là nhiều khi Google Maps họ chỉ các bạn vào đường cụt này thì các bạn có thể là sử dụng cái này để mà các bạn nhìn. Thì các bạn có thể là biết được mà tránh được cái đường đi. Đó. Thì ở đây này các bạn để ý là những cái phần đường màu vàng ở đây thì nó sẽ là những cái đường chính nhá. Đó. Thì đây mình sẽ bấm vào cái phần tích ở đây nhé, và bấm cái phần là mặc định là đi để mình quay đây. Đó, thì ở trên những cái biểu tượng này các bạn có thể thấy là những cái phần như là cây xăng này hay là quán cơm này, đó. Siêu thị này, đó. Điện tử này, đó, như siêu thị này, quán ăn này thì nó sẽ có cái phần mấy cái dĩa như này. Đó. Thì những cái phần ở đây là do ai đó là những cái người mà người ta sử dụng cái Google Maps họ đã ẹp lên và được Google họ chấp thuận thì nó mới hiện lên cái phần bản đồ này. Thì thường như là mình thấy đấy, thì những cái quán cơm hay là quán cà phê đấy mình đi mình có thể là tìm kiếm như thế này thì nó sẽ rất là nhanh và tiện lợi. Đó. Hoàn toàn nếu mà các bạn là một người mà sử dụng các bạn mà là một người mà các bạn đang mở cái quán gì cà phê hay là quán cơm gì kinh doanh thì các bạn có thể là thêm vị trí ở trên Google Maps này. Bạn nào mà chưa biết cách thêm thì lên YouTube và gõ từ khóa là cách thêm vị trí ở trên của mình ở trên Google Maps ấy, thì nó sẽ có video hướng dẫn nhé. Rồi, hoặc là nếu mà ở trong cái app này thì nó sẽ có luôn cả cái phần sử dụng offline. Thì tuy nhiên rằng ở cái phần sử dụng offline này đấy thì nó sẽ có thể là không tối ưu và nó sẽ phải tải mạng di động. Nếu mà các bạn nào mà quan tâm đến cách để mà xem bản đồ Google Maps offline thì các bạn lên YouTube và gõ từ khóa là cách để xem bản đồ Google Maps offline nhé. Đó thì cái cách xem Google Maps offline thì nó cũng tối ưu ở cách vừa phải thôi. Còn nên thì chúng ta bình thường là chúng ta nên sử dụng cái 4G hay là Wi-Fi để mà các bạn sử dụng nhé. Các bạn sử dụng để đi cho tốt. Rồi, và cái video của mình đến đây thôi. Video này thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách để mà sử dụng bản đồ Google Maps một cách thông minh nhất. Và nếu như mà các bạn thích video này hay là có cái gì mà muốn bổ sung thêm thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Các bạn thích video đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình. Tạm biệt các bạn.